Bí mật sinh tử của linh hồn và cảnh tượng diễn ra trong 49 ngày sau khi chết. Trong vòng quay của bánh xe luân hồi, một người được sinh ra không hẳn là sự sống vừa mới bắt đầu, và chết đi cũng không có nghĩa là kết thúc. Sau khi lìa khỏi cõi đời, con người sẽ trải qua quá trình gì? Linh hồn của họ sẽ đi về đâu? Liệu rằng lục đạo luân hồi có thực sự tồn tại hay không? Và làm cách nào để thoát ra khỏi vòng lặp này? Thực tế, từ xa xưa, có một kinh điển được để lại nhằm chỉ cho con người phương pháp cuối cùng để thoát lục đạo luân hồi. Bí mật cuối cùng của vòng quay sinh tử. Chúng ta vẫn thường nghe về lục đạo luân hồi và thập nhị nhân duyên, kể cả khi không phải là tín đồ Phật giáo. Nhưng không mấy ai biết được cách thoát khỏi lục đạo luân hồi. Thực ra, có vô số cách thoát ra khỏi vòng quay sinh tử này để tận hưởng hạnh phúc trong thế giới Tây Phương Cực Lạc. Một trong số những kinh điển nói về vấn đề này có Tây Tạng Độ Phong Kinh. Hơn 1.200 năm trước, một vị đại sư Ấn Độ đã được vua Tây Tạng là Chisomdesen mời đến truyền bá Phật Pháp ở Tây Tạng. Tương truyền rằng, Ngài sinh ra từ trong hoa sen nên được mọi người tôn vinh là Đức Liên Hoa Sinh. Phật tử Tây Tạng kính trọng gọi Ngài là Guru Rinpoche, có nghĩa là Đấng Thượng Sư, một vị đại sư quý giá. Vị Thượng Sư này là một trong những người đạt được thành tựu vĩ đại nhất trong lịch sử Phật giáo Ấn Độ, sau đó truyền bá Phật giáo sang Tây Tạng và là người sáng lập ra tông phái Ninh Mã tại đất nước này. Người đời sau tôn thờ Đức Liên Hoa Sinh là người khai sáng Phật giáo Tây Tạng. Với những thành tựu đạt được, Đức Liên Hoa Sinh được ngợi ca là vị Phật Thích Ca thứ hai và được đích thân vua Tây Tạng mời đến đất nước của mình để truyền đạo. Trên đường đi, Ngài dùng pháp thần thông diệt trừ nhiều yêu ma quỷ quái đã mang đến cho chúng sinh nhiều tai họa. Đức Liên Hoa Sinh còn trực tiếp tranh luận với Pháp Sư Đạo Bon. Mỗi lần đánh bại một Pháp Sư Bon, Ngài ngay lập tức thông báo rằng Pháp Sư này đã bị quy phục bởi mật pháp Phật giáo và ngay lập tức thánh hiến người đó cho vị thần bảo hộ Phật giáo. Sau khi Ngài sáng lập ra tông phái Ninh Mã, Ngài bắt đầu tìm kiếm những ngọn núi nổi tiếng ở khu vực Tây Tạng để lưu lại kinh điển Phật giáo. Bởi Đức Liên Hoa Sinh đã nói với các đệ tử rằng, trong tương lai, thế giới sẽ bước vào thời mật pháp, những giáo pháp sẽ bị hủy diệt, kinh Phật để lại sẽ bị đốt sạch. Vậy nên, Ngài muốn truyền lại những kinh điển này thông qua phương pháp Thema, kho tàng của bậc giác ngộ, tức là truyền thống chôn giấu, phát hiện giáo lý và những pháp khí tôn giáo giá trị nhờ vào năng lực thần bí của các bậc giác ngộ. Thema này chủ yếu được chia thành hai dạng. Hình thức đầu tiên là ẩn giấu trong lòng đất, tại vùng núi sâu, hồ hay những nơi khác gọi là đại địa Thema. Mục đích là để những nhà thông thái của thế hệ sau có thể tìm thấy những kinh điển, từ đó đạt được giác ngộ thông qua những giấc mơ. Loại thứ hai được xem như sự chỉ dạy của chư thiên, hay còn gọi là Thema linh cảm. Hình thức Thema do thần linh chỉ dạy này đặc biệt thần kỳ. Tương tự như hồ sơ vũ trụ Akashic, nơi lưu giữ tất cả sự kiện đã xảy ra của nhân loại, quá trình chỉ dạy của thần linh có nghĩa họ sẽ để lại những bài kinh hay lời cảnh báo quan trọng cho thế hệ tương lai ở một không gian cụ thể hoặc một nơi nhất định. Phương pháp ẩn giấu này là phi vật chất, giống như bộ nhớ vũ trụ Akashic Records. Khi các thế hệ tương lai ở một nơi đặc biệt hoặc trong điều kiện đặc biệt, họ sẽ đột nhiên có được kiến thức trong không gian cụ thể này. Kiến thức ấy sẽ mở mang trí óc và từ từ đưa những kinh điển vào tâm trí họ. Ví dụ như những người ca hát ở khu vực Tây Tạng, tuy không biết chữ, nhưng họ có thể hát bài sử thi truyền thuyết về vua Gesa, một bài ca dài nhất thế giới ngay từ khi còn nhỏ. Trên thực tế, họ đã nhận được sự chỉ dạy của thần linh, vì vậy phương pháp này còn được gọi là tàng thức. Tàng thức là một bí ẩn chưa được giải đáp trong kinh điển Tây Tạng. Vào lúc Đức Liên Hoa Sinh chuẩn bị rời nơi này, Ngài đã truyền bá Phật giáo tại đây trong suốt 55 năm, chôn cất kinh Phật ở nhiều địa điểm và 25 đệ tử chính của Ngài đã được trao quyền khám phá Thema. Qua rất nhiều năm sau, một trong những đệ tử cũ của Đức Liên Hoa Sinh tái sinh và phát hiện ra tàng thức ẩn sâu trong ý thức của mình. Người đệ tử này ngay lập tức dịch nó sang tiếng Tây Tạng và truyền bá cuốn kinh này ra thế giới một cách nhanh chóng. Đó cũng chính là nguồn gốc kinh Ba Đô Trung Ấm, nói về một trạng thái trung gian
hoặc một khoảng không của con người sau khi chút hơi thở cuối cùng và chờ đợi quá trình phân định nghiệp để có thể tái sinh đến một cõi tiếp theo. Sau đó, quyển kinh này đã được dịch sang tiếng Anh bởi tiến sĩ Walter Evans Grant nhờ sự truyền dạy của sư phụ ông là Cao Tăng Đạt Ngõa Tăng Đỗ. Trong một lần tình cờ, nhà tâm lý học người Thụy Sĩ Carl Jung đã xem quyển sách này và cảm thấy như thể ông đã tìm được một kho báu. Ông nói rằng việc xuất bản quyển sách chắc chắn sẽ gây chấn động bởi đây là một tài liệu rất hữu ích cho các học giả và các tín đồ Phật giáo muốn tu thành Phật. Đối với những người muốn khai mở trí tuệ cũng rất cần thiết. Ngoài ra, quyển sách này còn mang ý nghĩa tuyệt vời đối với những người giáo dân muốn khám phá những bí ẩn của tâm hồn. Tuy nhiên, do vấn đề dịch thuật, bản dịch tiếng Anh không thể diễn đạt chính xác mức độ của Ba Đô Trung Ấm. Vì vậy, Ba Đô Trung Ấm lại được viết thành Tây Tạng Độ Vong Kinh. Năm 1935, phiên bản tiếng Đức của Tây Tạng Độ Vong Kinh cũng ra đời và đánh giá của Khôi Trung về quyển sách cũng trở thành lời tựa gắn liền với nó. Với vai trò là học trò nổi tiếng nhất của nhà tâm lý học nổi tiếng thế giới, Sigmund Freud, Khôi Trung là một người rất thú vị khi ông luôn yêu thích triết học phương Đông. Trong xuyên suốt sự nghiệp của mình, Trung đã dành rất nhiều thời gian khám phá những bí mật của tôn giáo cùng triết học phương Đông. Từ mối liên hệ giữa Trung, Tây Tạng Độ Vong Kinh và Thái Ất Kim Hoa Tung Chỉ cho thấy, tâm lý học phương Tây có thể trở nên hoàn hảo thực sự là dựa vào nền tảng triết học huyền bí và triết học văn hóa của phương Đông. Vì vậy, từ trong lời tựa, Khôi Trung đã nói rằng, từ khi quyển Tây Tạng Độ Vong Kinh được xuất bản, ông luôn xem nó là người bạn đồng hành thường xuyên của mình. Ông đã tìm được sự giác ngộ và tiếp thu được lượng kiến thức đáng kể. Những lý thuyết cơ bản cũng được kế thừa từ quyển sách này, như vô ý thức tập thể, tự tính, tiềm thức tập thể, vân vân. 49 ngày sau khi chết, con người sẽ trải qua những gì? Tuy nhiên, vì người sống không thể trải nghiệm thế giới sau khi chết, cũng không ai có thể đưa ra đánh giá về trải nghiệm cái chết, nên quyển sách này luôn được xếp vào phạm vi của chủ nghĩa thần bí, mà không được đưa vào phạm vi nghiên cứu học thuật một cách nghiêm túc. Tây Tạng Độ Vong Kinh mô tả bao quá trình từ khoảnh khắc trước khi qua đời của con người đến khi tái sinh trong 49 ngày. Vì vậy, quá trình xảy ra sau khi chết của một người không chỉ đơn giản là tiến hành tang lễ, mà thực chất là một nghi lễ quá độ. Như chúng ta đã biết, nguồn gốc của Tây Tạng Độ Vong Kinh chính là Kinh Ba Đồ Trung Ấm. Trong đó, Trung Ấm ám chỉ sự hoàn thành một bối cảnh hoặc sự bắt đầu của một bối cảnh khác, còn Ba Đồ đề cập đến sự chuyển tiếp hoặc khoảng thời gian. Chúng ta có thể chia quá trình này thành 4 phần: Ba Đồ của cuộc đời này, Ba Đồ của cái chết, Ba Đồ của bản thân và Ba Đồ của tái sinh. Ba Đồ của cuộc đời, nói một cách dễ hiểu, chính là toàn bộ quá trình của con người từ khi sinh ra cho đến khi qua đời. Thông thường, những người trong Ba Đồ này thuộc tuổi trung niên, tâm trí chưa giác ngộ nên đa số sẽ còn chìm đắm trong cõi thấp. Họ không biết bản chất của linh hồn là ánh sáng và không tin rằng quả cầu ánh sáng này là thứ duy nhất thật sự tồn tại trên thế giới. Vậy nên, họ sẽ không tin vào sự thực hành của thiền. Trên thực tế, trong phương pháp tu luyện đan dược nội tại của đạo giáo, có một lời giải thích chi tiết về loại ánh sáng cao vài mét có thể tỏa sáng cùng với ánh trăng. Đó cũng là một trong những cách thoát khỏi lục đạo sau khi qua đời. Trong quá trình chuyển từ Ba Đồ của cuộc đời sang Ba Đồ của cái chết, linh hồn hoặc ý thức của bạn sẽ rời khỏi cơ thể và trải qua một hành trình đen tối để nhìn thấy một nhóm ánh sáng thần thánh. Phật giáo gọi đây là ánh sáng nguyên thủy, là chìa khóa để thoát khỏi luân hồi. Nếu một người đã giác ngộ thì không cần phải trải qua quá trình sau mà sẽ trực tiếp nhập vào quần thể ánh sáng và đi về cõi tịnh độ. Nếu là một người tà ác cũng không cần qua các bước sau, bởi họ sẽ rơi thẳng vào địa ngục vô tận. Khi bắt đầu Ba Đồ này, mọi người đều có cơ hội thoát khỏi lục đạo luân hồi, bởi sau khi một người Tây Tạng qua đời, các thành viên trong gia đình sẽ mời các vị lạt ma đọc vong kinh cho người đã khuất. Linh hồn của người mất vừa rời khỏi cơ thể vẫn có thể nghe thấy kinh điển của lạt ma. Lúc này, nếu linh hồn trở nên giác ngộ, sẽ lập tức thoát khỏi lục đạo, giải thoát khỏi xiềng xích của thể xác và đạt được giải phóng hoàn toàn. Sau khi trải qua sự giải thoát vĩ đại này, linh hồn sẽ trở thành một thể ánh sáng dễ chịu và ấm áp. Nếu linh hồn chưa tu đạo, chưa giác ngộ
nhưng cũng chưa làm điều đại ác nào, sẽ bước vào thế giới thực 3 ngày sau khi nhìn thấy ánh sáng. Linh hồn lúc này sẽ chuyển từ trạng thái hấp hối sang trạng thái tự phát vì không thể tin rằng mình đã chết. Điều kỳ diệu là ở trạng thái này, linh hồn có thể nhìn thấy thi thể của mình, nhìn thấy gia đình, bạn bè, người thân. Và dù cố gắng hét to đến mấy để giao tiếp với mọi người, nhưng không ai có thể nghe hay nhìn thấy nó. Linh hồn sẽ cảm thấy mình đang mơ, tự hỏi mình đã chết hay chưa. Tiếp theo đó, linh hồn sẽ đi đến gương hoặc giếng, xem mình có bóng hay không. Đi đến ven sông hay bãi biển, xem mình có để lại dấu chân nào không, và phát hiện ra rằng mình đã chết. Vì vậy, ở giai đoạn đầu kể từ lúc chết, linh hồn thường ở trạng thái ngủ hoặc hôn mê. Lúc này, nó không biết hoặc không thể tin rằng mình đã rời khỏi thế giới loài người. Mặt khác, linh hồn bị ám ảnh, lưu luyến bởi cơ thể ban đầu của mình và muốn quay trở lại thế giới thực. Ở trạng thái này, linh hồn có thể có thị giác, thính giác và khứu giác nhạy bén hơn trước khi còn sống. Bởi từng gắn liền với thân xác bằng xương bằng thịt trên thế giới, nên nó sẽ rất háo hức muốn có được thân xác, bước vào thế giới con người một lần nữa để trải nghiệm lại thất tình lục dục. Vòng quay luân hồi bắt đầu xoay chuyển. Dấu hiệu này cho thấy rằng linh hồn sẽ sớm bước vào đầu thai lần nữa. Thực tế, đây là cơ hội thoát khỏi lục đạo. Vị Lạt Ma tụng vong kinh sẽ nói với người đã khuất rằng: bạn phải hết lòng lắng nghe, cái chết đã đến, đừng cảm thấy trống rỗng hay lo lắng, vì đây là điều mà mọi người đều trải qua. Khi đến lượt bạn trải qua quá trình ấy, đừng ngần ngại rời khỏi thế giới này, bởi bạn không thể ở lại đây với trạng thái hiện tại. Bây giờ, ý thức của bạn đã rời khỏi cơ thể. Chỉ cần không còn ham muốn về thế giới hiện tại, bạn sẽ ngay lập tức tiếp xúc với ánh sáng. Sau đó, càng ngày, bạn cũng sẽ càng thấy nhiều ánh sáng hơn, nhiều âm thanh và màu sắc khác nhau. Kỳ thực, đây chỉ là sự tưởng tượng của tâm trí bạn. Những người trải qua cận tử và sống lại kể rằng họ thấy một thứ ánh sáng kỳ lạ trong đường hầm dẫn họ đến không gian khác. Nhưng đó không phải là ánh sáng thật sự của bản nguyên và không thể làm cho bạn được giải thoát. Nếu bình tĩnh và có thể hiểu được những câu kinh Lạt Ma đã nói trong Tây Tạng Độ Phong Kinh, thì ánh sáng bản nguyên thực sự và ánh sáng giải thoát sẽ xuất hiện. Phong Kinh nói rằng, khi ở trong ba đô này, mỗi người sẽ thấy rất nhiều ánh sáng. Đây không phải là ánh sáng thật, mà là suy nghĩ của mỗi linh hồn khi chúng ta còn sống. Ánh sáng nhìn thấy trong trải nghiệm cận tử mà nhiều người từng nói đến trước đây không phải là ánh sáng thực sự. Vì vậy, linh hồn phải phân biệt màu sắc và tính chất của ánh sáng xuất hiện. Ví dụ như, ánh sáng xanh đậm là ánh sáng trí tuệ của Đại Nhật Như Lai. Ánh sáng trắng sẫm có thể thu hút nhiều linh hồn. Nhưng phải nhớ rằng, nếu bị ánh sáng này thu hút thì linh hồn sẽ không được giải thoát. Bởi vì ánh sáng thật phải là ánh sáng thuần khiết. Nó giống như bản chất của linh hồn, sẽ không mờ nhạt mà trái lại màu sắc tươi sáng, ấm áp và trong sáng, vì tâm hồn bạn không có sự tu hành. Vì vậy, linh hồn người đã khuất chưa thức tỉnh và chưa nhận thức được bản chất của linh hồn là ánh sáng, nên sau khi nghe vong kinh sẽ giác ngộ và tìm được ánh sáng thanh tịnh với thuộc tính giống như bản thân trong nhiều tia sáng. Sau đó sẽ hòa nhập với ánh sáng này và ngay lập tức được giải thoát. Bản đồ của bản thân sẽ kéo dài trong khoảng 7 ngày. Nếu bạn không đạt được giác ngộ và giải thoát 2 lần, sẽ phải bước vào giai đoạn khó khăn nhất của quá trình này sau 7 ngày. Trong giai đoạn sau, các Lạt Ma sẽ tụ họp với gia đình họ vào ngày thứ 8 để cầu nguyện lần cuối cho linh hồn người đã khuất. Hy vọng linh hồn sẽ không lạc vào thế giới ảo tưởng và phải nắm bắt cơ hội cuối cùng để thức tỉnh. Lúc này, tiếng kèn sẽ nói với vong linh rằng bạn phải hết lòng lắng nghe. Vị thần giận dữ sẽ từng người một xuất hiện. Tuy nhiên, đừng sợ hãi hay chạy trốn khỏi những nỗi kinh hoàng này, bởi các vị thần giận dữ đều là những thiên thần hộ mệnh cải trang. Chỉ khi bạn chọn cách đối mặt với nỗi sợ hãi bên trong mình, bạn mới có thể được giải thoát. Chúng ta đã trải qua vô số lần tái sinh bởi vì bản thân quá bị ám ảnh bởi thế giới này, vậy nên không thể nhìn thấu bản chất của thế giới hiện tại. Mọi người trên thế giới đều cho rằng những điều mình nhìn thấy trước mắt là bản chất của sự vật. Điều này biến vị thần bình yên trong lòng bạn thành thần giận dữ. Nếu không thể nhìn thấu bản chất của thế giới, thì ảo tưởng của bạn sẽ thay đổi. Vì vậy, việc chạy trốn khỏi những thứ bạn cho rằng xấu xí chính là dấu hiệu của sự thiếu hiểu biết.
Vị thần giận dữ mà bạn nhìn thấy bây giờ trông rất hung dữ, nhưng thực tế ông ấy là một vị thần hòa bình, tốt bụng và đẹp đẽ. Khi dũng cảm vượt qua những tầng sương mù, linh hồn sẽ được giác ngộ. Bạn sẽ hiểu rằng Phật là chân ngã, không thể phân biệt đẹp hay xấu. Đây cũng là ảo ảnh cuối cùng trong giai đoạn trung ấm của bản thân. Nếu linh hồn người đã khuất không được giải thoát, sẽ bước vào giai đoạn cuối cùng, đó là ba đồ tái sinh. Những vong linh trong ba đồ này sẽ có được một cơ thể tâm linh mới, và bởi vì chúng chưa có cơ thể nên vong linh sẽ mạnh hơn khi còn sống, thậm chí sở hữu sức mạnh đáng kinh ngạc, có thể đi xuyên qua đá, núi và cây cối. Ngay cả vong linh ở giai đoạn thời gian và không gian này cũng sẽ cảm thấy rằng cái chết là không hẳn là điều xấu, nhưng thực chất đây là một cái bẫy của lục đạo luân hồi. Cơ chế luân hồi sẽ cho bạn một ảo ảnh mạnh mẽ và khiến bạn nghĩ rằng mình có thể ở trên thế giới. Ba đồ tái sinh nằm ở giai đoạn cuối, nên lúc này linh hồn người khuất sẽ càng nhớ cơ thể sống hơn, cho đến khi hình ảnh cơ thể sống trở nên mờ nhạt. Lúc này sẽ xuất hiện một hình ảnh mới. Linh hồn sẽ ngay lập tức biết rằng đó là cơ thể của nó ở kiếp sau và dần nhận ra bí mật tái sinh. Nó có thể sẽ cảm thấy buồn bã, muốn từ bỏ chính mình và không quan tâm đến việc trong tương lai sẽ tái sinh thành cái gì. Nhưng đây cũng là cơ hội cuối cùng cho vong linh, bởi nó vẫn có thể đầu thai thành con người. Việc bạn có thể hóa thành thú dữ hay không phụ thuộc vào tội lỗi mà linh hồn bạn đã phạm. Trên đây là toàn bộ quá trình ba đồ với thời gian 49 ngày, giống với 7 trí 7 tiết đầu tiên trong phong tục truyền thống của Trung Quốc. Phật giáo Tây Tạng cũng tin rằng mỗi cuộc đời đều có kiếp này và kiếp sau. Ví dụ một con bò sẽ có bản chất không phải là một con bò bình thường, mà kiếp trước có thể nó là con người, thậm chí là người thân hay bạn bè của bạn. Và mặc dù ở kiếp này nó là một con bò, nhưng ở kiếp sau có thể có mối quan hệ thân thiết với bạn. Vì vậy hãy đối xử tử tế với thế giới, đối xử tốt với tất cả chúng sinh, bởi những cảm giác chúng ta có hiện tại không phải là tất cả, mà chỉ có ánh sáng mới là sự tồn tại thực sự. Ánh sáng này có thể làm hài lòng tất cả chúng sinh và là bản chất của sự sống ẩn giấu bên trong cơ thể bạn. Mục đích của Phật giáo và Đạo giáo là để cho mọi người biết rằng thứ thực sự duy nhất trên thế giới này là ánh sáng tượng trưng cho linh hồn. Khi nói đến Phật giáo và một vài tôn giáo, ấn tượng đầu tiên của mọi người là thắp hương, thờ Phật hay thờ thần. Nhưng thực tế không phải như vậy, bởi Phật giáo Tây Tạng cũng không cho phép thờ thần. Trong quá trình nghiên cứu Phật giáo, chúng ta nên đọc thêm một số kinh điển để mở rộng tư duy, làm phong phú trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo của bản thân. Đồng thời, giúp chúng ta hiểu sâu hơn về những bí ẩn ẩn sâu trong cơ thể con người. Vai trò của kinh văn cũng giống như sách vở mà chúng ta sử dụng trong trường lớp. Khi thực sự hiểu những câu kinh này, bạn sẽ hiểu được những thành tựu to lớn mà những người thành đạt vĩ đại để lại trong sách. Những thành tựu to lớn này có thể khiến bạn vượt lên trên quy luật tự nhiên. Những tôn giáo cần tu luyện là Phật giáo, Đạo giáo, thường tu luyện bất tử. Mục đích là để chúng ta khám phá và hiểu được con người thật nhất ẩn sâu trong cơ thể. Con người thực sự này sẽ không biến mất cùng với cơ thể khi qua đời và biến mất vào thế giới. Nhưng nếu không được chính pháp, con người thực sự sẽ theo bạn đi qua vô số kiếp luân hồi. Vì vậy, Đạo giáo và Phật giáo đều chủ trương tu đạo để thăng hoa nội tâm. Phật giáo chủ trương thiên nhiên và siêu việt thiên nhiên, còn Đạo giáo chủ trương về sự thống nhất giữa thiên nhiên và con người. Đây là lý do tại sao nhiều người nói rằng Phật giáo và Đạo giáo vốn có cùng một mối quan hệ, bởi cả hai tôn giáo này đều mong muốn các tín đồ có thể đạt được trạng thái thống nhất giữa thiên nhiên và con người bằng cách hoàn thiện bản thân. Phật giáo và Đạo giáo không chủ trương thờ thần, mà thờ những vị tiền bối đã tu hành đắc đạo. Giống như trong mối quan hệ thầy trò, tôn sư trọng đạo là nguyên tắc mà mọi người phải tuân theo. Vì vậy, tu hành theo Phật giáo và Đạo giáo không phải là hủ tục mê tín, mà chính là một dạng khoa học siêu việt. Nếu thấy video này ý nghĩa với bạn, đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến tất cả các bạn.